không may bị bệnh cần điều trị gấp hay phải đi cấp cứu ở các bệnh viện tuyến trên, bà con ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực giáp ranh tỉnh Long An của huyện này phải mất thời gian đợi chờ xe cấp cứu, ảnh hưởng đến điều trị. Thấu hiểu những khó khăn ấy, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giấy phép lái xe Thành Công đã đồng hành hỗ trợ một chiếc xe 16 chỗ để dùng làm xe cấp cứu cùng địa phương phục vụ bà con tốt hơn. Buổi trao xe diễn ra trong không gian giản đơn tại Trung tâm Y tế xã Long Thới, huyện Nhà Bè vào ngày 20 tháng 8. Đầu đó, hơn 10 khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương, những người gắn bó máu thịt với vùng đất này. Bởi thế, những đóng góp đồng hành dù là nhỏ nhất của doanh nghiệp Mạnh Thường Quân để cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho bà con thật sự đáng trân quý. Ông Huỳnh Ngữ Siêu, Bí thư Đảng ủy xã Long Thới cho biết, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giấy phép lái xe Thành Công trao tặng xe để hỗ trợ bà con là việc làm hết sức ý nghĩa trân quý, giúp cứu chữa nhiều người hơn trong thời gian tới. Sau này trạm y tế sẽ chuyển đổi công năng là xe vận chuyển người bệnh được cấp cứu kịp thời và vận chuyển người bệnh kịp lúc lên tuyến trên để đạt hiệu quả cao. Trong khi mà mình chờ đợi từ bệnh viện Nhà Bè về trạm y tế khoảng 30 phút thì cái thời gian đó là thời gian vàng để mình chuyển đây. Có xe thì trong vòng 5 phút là mình có thể cho bệnh nhân lên tới bệnh viện Nhà Bè. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Tấn Đức, sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi công năng thành xe cứu thương chuyên dụng, xe sẽ được trạm y tế dùng trong vận chuyển người dân điều trị cấp cứu miễn phí.